Xin chào các cô nàng xinh đẹp của Nhiễn, chúng mình lại gặp nhau rồi đây. Thì ở video này Nhiễn sẽ gửi tới cho mọi người về những cái sản phẩm mà cực kỳ rẻ, mà cực kỳ xịn, mà Nhiễn vẫn còn đang sử dụng luôn á nha. Thì không làm tốn thời gian của mọi người nữa, chúng mình cùng bắt đầu nha. Và đây là cái bánh rau hồng mà Nhiễn rất là yêu thích. Bắt đầu thôi nào. Thì video này Nhiễn sẽ chia làm hai phần. Đầu tiên sẽ là sản phẩm về makeup, và thứ hai là những sản phẩm về skincare. Đầu tiên, sản phẩm Nhiễn muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là kem nền của Milani, là một trong những kem nền mà Nhiễn rất là yêu thích. Thì chắc hẳn đây cũng là cái dòng kem nền mà những anh chị beauty blogger khác đã giới thiệu nhiều rồi. Nhưng mà Nhiễn, tại sao lý do của Nhiễn lại thích em này đó chính là vì Nhiễn hay bị đổ mồ hôi trộm ở những cái vùng sống mũi hay là những cái vùng ngay đây nè, nhân trung. Thì khi mà sử dụng em này á, là em này nó chống thấm nước luôn, thì nó sẽ không có bị trôi nền. Những cái kem nền khác á, thì nó sẽ bị mất đi ở những chỗ mình đổ mồ hôi quá nhiều. Thì cái em này Nhiễn dùng thấy rất là hợp lý, vì nó có cái chức năng là chống thấm nước, và đặc biệt của nó là khả năng kiềm dầu cực kỳ tốt luôn. Thì sau khi mà sử dụng cái kem nền này xong á, là Nhiễn cảm thấy cái em nền này để độ được từ 5 tới 6 tiếng luôn, thì cái nền nó vẫn giữ nguyên vậy, nó không xuống tông hay không đổ dầu gì hết. Thì Nhiễn cảm thấy rất là thích cái em này. Sản phẩm thứ hai nói về makeup mà Nhiễn muốn giới thiệu đến cho mọi người đó chính là màu mắt của Sivana. Đây, bảy màu mắt này chỉ có giá là 145.000 thôi, và xài rất là thích luôn. Thì bình thường á, Nhiễn hay đem cái em này đi để sử dụng trong cái việc mà mình đi du lịch. Nó rất là gọn, rất là nhẹ và rất là tiện. Em này nó có tới 4 bảng màu lận, nhưng mà Nhiễn chỉ cần mua 2 bảng thôi, vì một bảng là đã có những cái tông hồng, một bảng thì đã có những cái tông cam. Hai cái tông này là hai cái tông chủ yếu, thì trong đây nó có thêm những cái tông nâu nè, hoặc là những cái tông đỏ mình xài cũng rất là thích. Nhiễn sẽ chia nó ra làm 3 tác dụng. Đầu tiên, Nhiễn sẽ sử dụng những cái màu cam này để làm lớp lót cho trước khi mình đánh màu mắt. Thứ hai là Nhiễn sẽ dùng em này trong cái việc là mình make up những cái tông Hàn Quốc. Mình chỉ cần phủ một cái màu mắt nhẹ lên thôi, hoặc là nhấn đuôi chút xíu thì mắt mình trông rất là nhẹ nhàng. Và thứ ba là khi mà mình vội á, mình make up mà mình đi vội thì mình cũng có thể sử dụng em này luôn. Em này cực kỳ tiện chỗ đó, và độ bền màu của nó cũng cực kỳ lâu luôn. Sau một ngày make up mà Nhiễn thấy là cái màu mắt của em này vẫn nằm yên nguyên trên mắt của mình, không có trôi đi đâu hết. Màu mắt nữa mà Nhiễn cực kỳ thích luôn đó chính là màu mắt của Iconus. Thì cái màu mắt này á, nó số là 08. Đây là màu hồng nhưng mà nó lại có ánh tím. Thì có một lần Nhiễn đang đi mua những cái mỹ phẩm, đang đi trong một cái tiệm mỹ phẩm, thì cái em này nằm ngay cái góc nhỏ thôi, mấy chị đựng trong một cái hộp á. Thì khi mà mình dùng hàng tester mà thử lên tay á, thì nó rất là lấp lánh luôn. Nhưng mà màu của nó thì cực kỳ hay, có lúc thì nhìn ra màu hồng, có lúc thì nhìn ra màu tím. Thì Nhiễn sẽ quy định cho em nó luôn là màu hồng tím. Thì khi mà em này mình xài trong make up trang điểm tự nhiên hay là Hàn Quốc á, thì em này rất là đẹp. Nó sẽ lấp lánh ngay phần đầu mắt nè. Mình có thể bỏ ngay cái phần đầu mắt hay là chính giữa mắt thì cũng đều rất là đẹp. Hộp này hình như giá là 100.000 một hộp, nhưng mà xài rất là lâu. Nếu mà mình chia ra một lần make up mình xài không có bao nhiêu đó, nhưng mà rất là đẹp. Sản phẩm thứ ba để nói về make up những không thể thiếu đó chính là em chì xé. Thì mọi người sẽ thấy cái chì xé của Nhiễn rất là nhỏ, vì Nhiễn đã sử dụng nó rất là lâu luôn rồi. Một cây chì xé này bình thường mọi người sẽ có thể sử dụng được tầm 5 đến 6 tháng luôn á, rất là lâu. Khi mà mình sử dụng á, thì ở đây nó sẽ có một cọng chỉ nè, mình sẽ kéo em xuống, sau đó mình sẽ xé ra và mình dùng lưỡi lam để gọt cho cái đầu, khi nào mà nó dẹp gì nè thì mình sẽ sử dụng được. Mà cái độ bền màu của em này cũng cực kỳ lâu luôn, và chống thấm nước. Vì á, chân mày của Nhiễn mọi người cũng biết á, là nó sẽ bị không có phần lông hay phần đuôi. Thì khi mà mình sử dụng những cái chì Hàn Quốc á, thì nó rất là mau trôi, nó không có đẹp. Thì đây là cái sản phẩm đầu tiên gắn liền với Nhiễn. Thứ hai là gel kẻ chân mày của Anastasia. Thì đó là sản phẩm thứ hai. Nhưng mà sản phẩm nó nằm trong cái dòng high-end rồi, thì Nhiễn không có giới thiệu với mọi người ở đây. Thì đây, em này với giá là 90.000 nha. Sản phẩm thứ năm mà Nhiễn muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là cái cây bấm mi gốc.
Thì cái cây này nếu mà đối với những anh chị nào mà makeup thường xuyên thì chắc có thể là sẽ biết cây này. Còn đối với mấy bạn mà mình chưa quen về makeup thì đây gọi là cây bấm mi gốc. Thì cái em này nó rất là nhỏ. Thì cái cây này Nhiễm mua với giá là 60.000. Nếu mà đúng cái cây này của Sua em mua ra thì tới 600 mấy lận. Thì cây này mình có thể bấm ở phần đuôi của lông mi nè, đầu của lông mi để cho cái phần này nó được cong hơn. Nhiều khi á, phần đầu và phần đuôi mình không thể nào đưa cái cây bấm mi lớn vô được thì mình sẽ sử dụng em này. Và em này có thể sử dụng cho những bạn nào mà lông mi ngắn và mỏng thì mình Nhiễm khuyên là nên sắm cây này để khi mà mình bấm mi nó sẽ cong, sẽ đều, sẽ đẹp hơn. Sản phẩm thứ 6 mà Nhiễm muốn giới thiệu đến mọi người đó là em phấn phủ của Mumuso. Em này với giá là 140.000. Thì mọi người thấy nè, thiết kế của em này rất là dễ thương. Có một con khủng long ở đây. Và nó chỉ có một tông màu duy nhất thôi, đó là tông màu trắng. Thì cái em này nó có công dụng là sẽ kiềm dầu. Và Nhiễm đã trải nghiệm thử em này khoảng 1 tuần thì độ kiềm dầu rất là tốt luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt của em này á là cái phấn nó không có như cái phấn phụ của mình, mà những cái hạt của nó rất là mỏng, mịn. Và đặc biệt nó sẽ có thêm những cái ánh nhũ khi mà mình xét những cái lớp phấn này lên. Nó nhìn cái mặt ở đây nè, nó nhũ nhũ cũng rất là hay. Mà giá thì cũng rất là phải chăng nữa. Khi mà mình mở ra, dễ thương chưa? Khi mà mình mở ra thì trong đây nó sẽ có một sẵn một cái bông phấn nhỏ kèm theo. Đây, khi mà mình xài mình sẽ xét lên tay. Mình sẽ thấy nè, đây là cái bộ màu trắng. Nó rất là khô, rất là mịn. Khi mình xài lên có những cái nhũ kim tuyến rất là đẹp. Và đây cũng là trong những cái top mà giá rẻ nhưng mà xài rất là ok. Qua tiếp chủ đề về skincare thì Nhiễm xin giới thiệu đến mọi người sản phẩm đầu tiên, tẩy trang của Biore. Đây, thì em này chỉ có giá là 160.000 thôi. Nhưng mà cái chất lượng của em này á, là cực kỳ tốt, có thể sánh được với cái dòng high-end khác luôn. Thì đầu tiên về mùi thơm thì phải nói là rất là thơm. Thì theo như Nhiễm thấy á, là Nhiễm thấy là nghe mùi này giống như em là mùi chuối vậy. Còn mấy đứa em của Nhiễm thì nghe là mùi táo. Thì mỗi người sẽ có cái cách cảm nhận khác. Và Nhiễm quy định cho em này luôn là mùi thơm trái cây. Thì em này là tẩy trang cực kỳ tốt luôn nha. Khi mà mình sử dụng á, mình apply trên da mình thì kem nền, son kem lì hay bất cứ gì từ 1 tới 2 phút thôi thì sẽ hòa tan hết, biến mất hết trên da của mình. Nhưng mà em này có một cái nhược điểm á, là khi mà mình sử dụng mình sẽ hạn chế sử dụng ở những cái vùng quá sát mắt, vì em này hơi cay một tí xíu. Đó chỉ là nhược điểm của em này. À, thêm một điểm 10 cho em đó nữa, đó chính là khi mà mình dùng dầu tẩy trang mà mình chỉ cần rửa lại với nước ấm từ 3 đến 4 lần là da hoàn toàn sạch, không hề rít, không hề dầu hay không hề bóng gì hết. Thì dầu tẩy trang mà Nhiễm thích nhất và giá phải chăng nhất đó chính là dòng tẩy trang của Biore này đây. Sản phẩm thứ hai của skincare thì Nhiễm muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là kem dưỡng của Careline. Mọi người cũng thấy là những video clip mà Nhiễm hướng dẫn makeup thì Nhiễm thường xuyên sử dụng em này luôn. Thì em này giá cũng rất là bình dân luôn, chỉ có 110.000 thôi. Thì em này Nhiễm sẽ chia ra làm ba công dụng. Thứ nhất là Nhiễm sẽ dưỡng ẩm vào ban đêm. Thứ hai là Nhiễm sẽ dưỡng ẩm trước khi mà Nhiễm xài kem chống nắng lên. Thứ ba là Nhiễm sẽ dưỡng ẩm trước khi bước vào lớp makeup. Thì mọi người nghe cái dòng kem em này thì cũng biết công dụng của em chỉ là dưỡng ẩm thôi. Thì đối với Nhiễm á, là dưỡng da của Nhiễm cực kỳ đơn giản luôn, không cầu kỳ gì hết. Ví dụ như nếu mà Nhiễm có makeup á, thì trước khi mà đi ngủ thì Nhiễm sẽ tẩy trang bằng dầu tẩy trang, sau đó tẩy trang một lần nữa bằng tẩy trang mắt môi để đảm bảo sạch hết những cái mascara hay gì đó. Thứ ba tiếp theo là Nhiễm sẽ rửa mặt sạch lại, sau đó là nước hoa hồng và kem dưỡng. Thì bình thường đối với mình, da của mình á, khi mà mình đã sử dụng được một loại dưỡng thích hợp thì Nhiễm ít khi nào mà sẽ đổi qua những cái loại dưỡng khác lắm. Vì khi mà da của mình nó phải tiếp nhận một cái gì đó mới thì nó phải giống như là nó phải set up lại từ đầu vậy, thì Nhiễm không có thích cái việc đó. Thì đôi khi những cái việc đó thì cảm thấy hơi bị cổ hủ tí xíu đúng không? Nhưng mà không quan trọng, nếu mà khi nào cái hàng này nó không còn nữa thì Nhiễm sẽ phải sử dụng một sản phẩm mới. Thì đó, nói về dưỡng da thì chỉ có cái hũ này để
trong cái sản phẩm yêu thích tháng 3 này thôi. Sản phẩm yêu thích cuối cùng trong cái sản phẩm yêu thích tháng 3 đó chính là mặt nạ của cô. Thì đây là cái mặt nạ từ collagen và trong đây có ghi là từ 100% nước dừa Bến Tre lên men, công nghệ 3 lớp từ Hàn Quốc. Thì đúng như là y như là lỡ đây, thì trong đây nó đúng là có 3 lớp thiệt. Một lớp là lớp ni lông, lớp tiếp theo là lớp mặt nạ, lớp thứ ba là có thêm một cái lớp gì mà nó có những cái lỗ giống như là để thoát khí ra vậy. Thì mọi người cũng biết là về dưỡng da thì Nhiễm sẽ không chăm chú nhiều đâu. Thì cái em này cũng không được Nhiễm phát hiện ở Sài Gòn nữa, mà có một đợt Nhiễm đi du lịch ở Vũng Tàu á, thì cái hôm đó là đang vô Circle K để mua bánh về ăn, thì có phát hiện là em này là nằm ở dưới cái góc. Thì mình có lại coi thôi chứ không có ý định mua. Mình thấy là em này với giá là 36.000. Thì mọi người cũng biết đó là khi mà bất cứ một loại dưỡng da nào đó mà Nhiễm sử dụng thì Nhiễm phải tìm hiểu hơi bị kỹ cái đó. Nhưng mà không biết là sao lúc đó đánh vô mắt mình lại muốn mua liền đúng. Tại vì mặt nạ này nó sẽ có 3 loại. Đầu tiên là dưỡng ẩm, thứ hai là dưỡng trắng, và thứ ba là tái tạo làn da, săn chắc da. Thì Nhiễm mua luôn một lúc là 3 loại để sử dụng thử luôn. Thì khi mà sử dụng thử thì cảm thấy rất là ok luôn. Vì cái lớp da nó không phải như là những cái mặt nạ giấy thông thường, mà cái lớp da của cái lớp mặt nạ của nó là làm từ collagen. Thì khi mà mình đắp lên nó sẽ hít chặt vào những cái vùng này luôn. Và đặc biệt cái em này trong cái hướng dẫn có ghi là mình sẽ đắp từ 30 đến 40 phút, hoặc là mình sẽ đắp qua đêm sau khi mà mình sử dụng serum. Thì hôm đó là Nhiễm sử dụng kem dưỡng xong, Nhiễm không có serum thì Nhiễm sẽ sử dụng kem dưỡng. Và Nhiễm đắp cho đến khi mà Nhiễm ngủ sáng thức dậy luôn. Thì cái em này nó khô rồi, lúc này nó khô rồi, nhưng mà khi mà mình kéo nó ra thì nó vẫn còn cái độ ẩm ướt trên cái mặt nạ. Thì kể từ đó là Nhiễm vào Sài Gòn là Nhiễm sẽ mua cái em này, một tuần Nhiễm sẽ mua 3 miếng. Ví dụ như 2-4-6 Nhiễm sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm, thì 3-5-7 Nhiễm sẽ sử dụng mặt nạ, để nó luôn phiên nhau. Thì trong cái dưỡng da của Nhiễm là không, hoàn toàn không còn cái gì thêm vô nữa, nó chỉ có những cái bước đơn giản đó thôi. Chủ yếu là Nhiễm sẽ phải giữ sạch da của mình trước khi đi ngủ là được. Thế là đã hết những cái sản phẩm yêu thích trong tháng 3 của Nhiễm rồi. Thì xin cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi video của Nhiễm, và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like và subscribe cho Nhiễm nha.